Chiều ngày 23 tháng 12, Phường Lê Lợi đã tổ chức đoàn đi thăm tặng quà và chúc mừng Linh Mục Giáo sứ Bắc Giang nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022. Tại buổi thăm tặng quà chúc mừng, đồng chí Lê Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, đã thông báo tóm tắt những thành tiệu nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời khẳng định trong thành tiệu chung đó có sự đóng góp của linh mục giáo xứ Bắc Giang Nguyễn Văn Phong cùng các bà con giáo dân trên địa bàn phường. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cũng mong muốn linh mục và bà con giáo dân tiếp tục chung sức đồng lòng cùng Đảng bộ chính quyền địa phương xây dựng phường ngày càng phát triển. Nhân dịp này, đồng chí chúc mừng linh mục cùng bà con giáo dân sức khỏe, đón giáng sinh vui tươi, an lành. Cũng nhân dịp này, đoàn đã đến thăm tặng quà cho các hộ gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Theo đó, Ủy ban nhân dân phường đã trích quỹ nhân đạo của phường tặng 8 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho 8 hộ gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã chỉ đạo mô hình các hộ gia đình giáo dân tự quản về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường của Tổ dân phố Lê Lợi, tổ chức buổi gia quân quét dọn vệ sinh môi trường tại khu vực nhà thờ giáo sứ Bắc Giang và triển khai kế hoạch đảm bảo công tác an ninh trật tự trong đêm Noel năm 2022. Qua đó nhằm đem lại cho mọi người dân, đặc biệt là các bà con giáo dân, được đón một đêm Noel thật vui tươi và an toàn.